Ngày 19 tháng 2, Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 và quyết định số 215 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã dự và chỉ đạo hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh Hòa Bình có đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Tổ chức Trung ương, đề nghị trong năm 2020, Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe từ Trung ương đến địa phương cần tăng cường tuyên truyền nhằm thống nhất nhận thức của cán bộ trong việc chăm sóc bảo vệ sức khỏe, nâng cao trách nhiệm y đức của đội ngũ y bác sĩ và xây dựng kế hoạch đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, đầu tư hệ thống máy móc hiện đại, đảm bảo quá trình chăm sóc, điều trị phát huy hiệu quả, đồng thời phát hiện chẩn đoán sớm bệnh để đội ngũ cán bộ kịp thời điều trị, nêu cao tính chủ động và phối hợp chặt chẽ với các tổ chức y tế để giải quyết những khó khăn trong thực hiện, từ đó góp phần giúp cho đội ngũ cán bộ chủ chốt trong cả nước có sức khỏe tốt để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao phó. Tại hội nghị, các đại biểu cũng được thông qua quyết định số 215 ngày 2 tháng 1 năm 2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương, công bố quyết định danh sách các hội đồng chuyên môn thuộc Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe Trung ương.